Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Khi lựa chọn giữa máy lạnh Daikin và Mitsubishi, việc xem xét các tiêu chí cụ thể sẽ giúp bạn quyết định loại nào phù hợp nhất với gia đình. Hôm nay, Limosa sẽ giúp bạn so sánh máy lạnh của hai thương hiệu này để mọi người có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Trước hết hãy cùng Limosa tìm hiểu về tổng quan của hai sản phẩm này nhé. Daikin là thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, chuyên về các sản phẩm điều hòa không khí với tuổi thọ trung bình từ 15 đến 20 năm. Daikin nổi bật với độ bền và hiệu suất ổn định qua thời gian. Mitsubishi cũng là thương hiệu Nhật Bản, với tuổi thọ sản phẩm từ 12 đến 18 năm. Mitsubishi đặc biệt được đánh giá cao về chất lượng và sự bền bỉ trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Xét về công suất, cả hai dòng máy lạnh đều cung cấp nhiều mẫu mã với công suất đa dạng, từ 1 HP đến trên 2.5 HP, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Về hiệu quả làm lạnh, Daikin nổi bật với công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện và duy trì nhiệt độ ổn định. Khả năng làm lạnh nhanh và đồng đều, làm cho không gian trở nên thoải mái hơn. Mitsubishi, tương tự như Daikin, máy lạnh của Mitsubishi cũng được trang bị công nghệ inverter, giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Mitsubishi được biết đến với khả năng làm lạnh hiệu quả và bền bỉ, thường cho ra tốc độ làm lạnh nhanh và ổn định. Xét đến đối tượng khách hàng, trong khi Daikin phù hợp cho những gia đình muốn đầu tư lâu dài vào một sản phẩm cao cấp, ổn định và tiết kiệm điện thì Mitsubishi là lựa chọn cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất, đặc biệt phù hợp cho các gia đình có ngân sách hạn chế. Về mức độ ổn, cả hai thương hiệu đều được biết đến với độ ổn thấp, thích hợp cho không gian yên tĩnh như phòng ngủ. Bên cạnh đó, cả hai thương hiệu đều có những đặc điểm nổi bật riêng về tính năng. Đối với máy lạnh Daikin, 1. Công nghệ inverter tiên tiến, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu, duy trì nhiệt độ ổn định và làm lạnh nhanh chóng. 2. Cảm biến mắt thần thông minh, đặc trưng của Daikin là cảm biến mắt thần, giúp điều chỉnh nhiệt độ tự động dựa trên sự chuyển động của người trong phòng, góp phần tăng cường tiết kiệm năng lượng. 3. Luồng gió Koanda, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn. Đối với máy lạnh Mitsubishi, 1. Công nghệ Iconocool, đây là công nghệ tiết kiệm điện độc quyền của Mitsubishi, giúp điều chỉnh nhiệt độ và luồng khí một cách thông minh. 2. Chế độ Power Cool, Mitsubishi tích hợp chế độ làm lạnh nhanh Power Cool, giúp máy hoạt động ở công suất tối đa ngay sau khi bật, nhanh chóng mang đến không gian mát mẻ chỉ trong vài phút. 3. Công nghệ Palm Control, Mitsubishi sử dụng công nghệ Palm Control để tối ưu hóa dòng điện, giảm thiểu thất thoát năng lượng và đảm bảo máy hoạt động hiệu quả mà vẫn tiết kiệm điện năng. Để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt, Limosa sẽ đánh giá chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của cả hai thương hiệu này nhé. Về ưu điểm, đối với máy lạnh Daikin, 1. Chuyên môn cao, Daikin là chuyên gia hàng đầu về điều hòa không khí với công nghệ tiên tiến và khả năng làm lạnh nhanh. 2. Độ bền vượt trội, tuổi thọ trung bình của sản phẩm từ 15 đến 20 năm, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài. 3. Công nghệ tiên tiến, Daikin nổi bật với công nghệ inverter, cảm biến mắt thần thông minh và luồng gió Koanda, giúp tiết kiệm điện và tăng cường trải nghiệm người dùng. 4. Hiệu suất làm lạnh cao, khả năng làm lạnh nhanh và phân phối không khí đồng đều trong phòng. Đối với máy lạnh Mitsubishi, 1. Giá cả hợp lý, sản phẩm của Mitsubishi thường có mức giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp với người tiêu dùng có ngân sách trung bình. 2. Tiết kiệm điện năng, máy lạnh Mitsubishi giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng làm lạnh. 3. Độ ổn thấp, đặc biệt phù hợp cho không gian yêu cầu yên tĩnh như phòng ngủ hoặc phòng làm việc. 4. Tính năng đa dạng, bộ lọc kháng khuẩn, tính năng tự làm sạch và khả năng điều khiển thông minh qua smartphone, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Về nhược điểm, đối với máy lạnh Daikin, 1. Giá thành cao, sản phẩm của Daikin thường có giá cao hơn so với các đối thủ, phù hợp với người tiêu dùng có ngân sách lớn. 2. Ít đa dạng phân khúc, tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp, ít lựa chọn cho những người tiêu dùng có nhu cầu tầm trung. Đối với máy lạnh Mitsubishi, 1. Tuổi thọ trung bình ngắn, máy lạnh Mitsubishi có tuổi thọ trung bình từ 12 đến 18 năm, ngắn hơn so với Daikin. 2. Hiệu suất làm lạnh kém hơn, mặc dù tiết kiệm điện, nhưng khả năng làm lạnh nhanh không bằng Daikin trong một số trường hợp. Cuối cùng là các đánh giá và kết luận sau khi đã thực hiện việc so sánh hai máy lạnh trên. Việc lựa chọn Daikin hay Mitsubishi phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể về ngân sách, kích thước phòng và các tính năng mong muốn của mỗi người. Nếu gia đình bạn có kinh tế và đang tìm kiếm một sản phẩm có độ bền cao, công nghệ tiên tiến và khả năng làm lạnh nhanh thì Daikin chính là chân ái. Bên cạnh đó, Mitsubishi sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho sự cân bằng giữa giá cả và hiệu suất với những tính năng cơ bản và đáng tin cậy. Với nội dung đánh giá máy lạnh trên, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh một cách hiệu quả nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể click vào đường link dưới phần mô tả nhé.
hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.